Xin chào các bạn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu gấu teddy để trang trí cho sản phẩm xinh xắn như thế này ha. Mẫu này thì mình cũng có thể thay đổi màu tùy vào sản phẩm mà các bạn sử dụng ha. Để làm mẫu này thì mình sẽ sử dụng len miêu cotton 125g và kim 2.5mm. Đầu tiên tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên cho mình 10 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Khi đã có được 10 mũi móc xích như thế này rồi nè Các bạn tiếp tục móc lên một mũi móc xích Chân móc thứ 10 móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc Được 2 mũi móc đơn vào chân móc thứ 10 rồi thì 8 chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai nè Móc đơn thứ 3 móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ tám khi hoàn tất được 8 mũi móc đơn vào 8 chân liên tiếp thì còn lại một chân móc cuối cùng chân này móc cho mình 4 mũi móc đơn vào cùng một chân móc hả? móc đơn đầu tiên nè móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư đây ta đã có được một cái đầu như thế này rồi thì tiếp tục mình di chuyển kim đến các chân bên này mình sẽ móc đối xứng ha mình có tám mũi móc đơn vào tám chân móc khi móc lưu ý nhớ dấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải dấu len nhiều ha tiếp tục mũi thứ hai nè mũi móc đơn thứ ba nè móc đơn thứ tư nè móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy Móc đơn thứ 8 Ta có được 8 mũi rồi nè Thì còn lại một chân móc cuối cùng Thì chân này ban đầu mình móc 2 mũi móc đơn Bây giờ các bạn tiếp tục móc cho mình thêm 2 mũi móc đơn nữa Để ta được 4 mũi móc đơn ha Sau đó kết thúc nè Mình sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên Móc một mũi dời Các bạn nhớ kéo dài sợi len và gút lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha Ta hoàn tất được hàng đầu tiên Móc lên một xích tiếp tục đến cái hàng móc thứ hai hàng móc thứ hai móc cho mình theo công thức như sau hai chân móc đầu tiên là hai cái chân mà mình móc hai mũi móc đơn cùng chân móc ở phía dưới mỗi chân móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn cùng chân móc nè chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc sau đó tiếp tục tám chân móc kế tiếp tám chân mà mình móc cái mũi lẻ nè thì các bạn sẽ móc cho mình tám mũi móc đơn vào tám chân đó ha mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư, mũi thứ năm mũi thứ sáu móc đơn thứ bảy và móc đơn thứ tám được tám mũi móc đơn rồi đến cái chân móc kế tiếp sẽ là chân đầu tiên của bốn mũi mà mình móc vào cùng một chân móc á thì liên tiếp bốn cái chân này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc ha chân đầu tiên hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè tiếp tục chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn chân thứ ba hai mũi móc đơn chân móc thứ tư móc hai mũi móc đơn như vậy là ta sẽ có được cái góc như thế này ha bốn chân mỗi chân là hai mũi móc đơn thì tiếp tục chân kế tiếp sẽ là liên tiếp tám chân móc mà mình móc tám mũi móc đơn tám chân này các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân một mũi móc đơn ha móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu, móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8. Lúc này sẽ còn lại hai chân móc cuối cùng, hai chân đó cũng là hai cái mũi móc đơn mà mình móc vào cùng một chân móc ở phía dưới. Các bạn móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Chân kế cuối móc hai mũi móc đơn nè. Ba chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn. Kết thúc hàng cũng tương tự như hàng bên trên, đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ kéo dài sợi len và gút lại cho mũi dời của mình nhỏ lại. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đến hàng móc thứ ba. Hàng móc thứ ba thì chân đầu tiên sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào chân đầu tiên. Vào chân đầu tiên ha. Ở đây để ý cho mình mình có bốn cái mũi móc nè, thì bốn mũi móc này là bốn mũi móc của hai mũi móc đơn ta móc vào cùng chân móc của hai chân phía dưới thì bốn cái chân liên tiếp này các bạn sẽ móc cho mình hai cụm chân đầu tiên một mũi móc đơn và chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được một cụm như thế này ha tiếp tục móc cụm này cho hai chân kế tiếp một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc thì ta sẽ có được cụm thứ hai ha ở đây mình sẽ có hai cụm liên tiếp tiếp tục sẽ là tám cái chân của tám mũi móc đơn này thì tám chân đó móc cho mình bốn chân liên tiếp mỗi chân một mũi móc đơn móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba và móc đơn thứ tư ở cái chân thứ năm móc một mũi dời vào chân thứ năm sau đó tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình bốn mũi móc đơn vào bốn chân liên tiếp móc đơn đầu tiên nè móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba và móc đơn thứ tư được bốn mũi rồi ha sáu chân kế tiếp móc cho mình mỗi chân là hai mũi nửa kép vào cùng chân móc nha hai mũi nửa kép vào chân đầu tiên nè tiếp tục chân thứ hai hai mũi nửa kép làm liên tục cho mình sáu lần như vậy ha chân thứ ba hai mũi nửa kép Chân thứ tư móc hai mũi nửa kép. Tiếp tục chân thứ năm móc hai mũi nửa kép. Và chân thứ sáu cũng móc cho mình hai mũi nửa kép. Hoàn tất được 6 chân mỗi chân hai mũi nửa kép rồi, bây giờ mình sẽ làm ngược lại với cái mũi đơn bên này ha. Ngược lại tức là mình sẽ có là bốn mũi móc đơn vào bốn chân nè móc cho mình bốn mũi móc đơn liên tiếp vào bốn chân, mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Sau đó ở cái chân kế tiếp móc một mũi dời, làm đối xứng như bên kia ha. Tiếp tục sẽ là bốn mũi móc đơn vào bốn chân, mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Lúc này mình sẽ còn lại là bốn chân móc cuối cùng thì bốn chân móc cuối cùng đó nó tương tự giống như bốn chân đầu tiên. Các bạn cũng móc cho mình cái cụm móc ha, một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc. Một móc đơn nè. Sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Ta có cụm đầu tiên ha. Hai chân cuối cùng cũng móc một cụm nè. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ gút cho mũi giờ nhỏ lại ha. Hàng móc thứ tư móc lên hai mũi móc xích. Ta có được phần thân trong rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái phần đầu tay bên trên cũng như là bốn à, chi ở bên dưới ha. Khi móc lên hai mũi móc xích rồi, các bạn sẽ móc cho mình hai chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Chân thứ hai móc một mũi kép đơn. Chân thứ ba sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. ta gọi đây là một cụm nè khi có được một cụm như thế này rồi hai chân kế tiếp mỗi chân một mũi nửa kép sau đó tiếp tục sẽ là năm mũi móc đơn vào năm chân liên tiếp mũi đầu tiên nè mũi thứ hai mũi thứ ba móc đơn thứ tư và mũi móc đơn thứ năm Chân kế tiếp sẽ là chân của mũi dời ở hàng phía dưới ha. Thì cái chân của mũi dời này các bạn để ý mình sẽ đâm kim vào cái đường nằm bên trên của chân mũi dời nè. Đây, đâm kim cho mình vào đường nằm bên trên nè. Móc vào đây một mũi dời. Từ đây móc lên hai mũi móc xích để tạo cái độ dài cho phần chân ha. 1 2. Sau đó tiếp tục móc lên hai mũi móc xích nữa. Cái chân của mũi xích thứ hai đó móc cho mình một mũi nửa kép còn lại một chân móc xích nữa móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân của mũi dời ở hàng phía dưới, móc tiếp một mũi dời vào đó. Ta sẽ hoàn tất được cái phần chi trước như thế này. Tiếp tục chân kế tiếp móc một mũi móc đơn. Vào chân kế tiếp hở sát với cái mũi dời nè. Móc một mũi móc đơn. Sau đó sẽ là bốn mũi nữa kép vào bốn chân móc nha. Mũi nữa kép đầu tiên nè vào chân kế bên, sát với chân mũi đơn. Tiếp tục mũi nửa kép thứ hai, nửa kép thứ ba, và mũi nửa kép thứ tư. Được bốn mũi nửa kép liên tiếp rồi thì chân kế tiếp móc một mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích để mình tạo cái phần tai ha, đây là cái phần má bên hông nè. Thì bây giờ mình móc lên một mũi móc xích để tạo phần tai. Phần tay thì các bạn móc lên một xích sau đó chân kế bên móc cho mình 5 mũi kép đơn vào chân kế bên ha. Kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai vào cùng chân móc luôn. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Và mũi kép đơn thứ năm. Ta có được cái phần tay như thế này rồi, để kết thúc cái phần tay này, các bạn bỏ qua cho mình chân móc kế bên và móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi dời để mình hoàn tất phần tay ha chân kế bên là chân này bỏ qua nè móc vào chân kế tiếp một mũi dời từ đây tiếp tục móc cho mình thêm hai mũi dời vào hai chân kế bên bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp năm mũi kép đơn để mình tạo cái tay còn lại nè kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm Sau đó tiếp tục tương tự như cái phần bên này Tạo một cái mé còn lại thì móc lên một xích Chân kế bên móc một mũi móc đơn Tiếp tục sẽ là bốn mũi nửa kép tương tự như bên này ha Đây bốn mũi nửa kép thì bây giờ mình sẽ làm đối xứng cũng bốn mũi nửa kép Nửa kép đầu tiên Nửa kép thứ hai Nửa kép thứ ba Và mũi nửa kép thứ tư kế bên sẽ là một mũi móc đơn sau đó chân kế tiếp sẽ là chân của mũi dời nè móc vào chân của mũi dời đó một mũi dời từ đây móc lên hai mũi móc xích tạo cho mình cái phần chi tương tự như bên đối diện ha lên hai mũi xích nè sau đó tiếp tục lên hai mũi xích nữa chân thứ hai đó móc một mũi nửa kép chân thứ nhất móc một mũi móc đơn sau đó một mũi dời vào chân của mũi dời ở phía dưới Hoàn tất được cái phần chi đối diện rồi này thì bây giờ mình móc 5 mũi móc đơn vào 5 chân liên tiếp ha. Mũi đầu tiên sẽ là mũi sát với cái chân của mũi dời nè. Tiếp tục mũi thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư và mũi móc đơn thứ năm. Được 5 mũi móc đơn liên tiếp rồi thì mình còn lại các cái chân cuối cùng này thì mình cũng làm tương tự, hai mũi nữa kép vào hai chân. Sau đó ở cái cụm cuối cùng thì ban đầu mình móc hai mũi kép đơn, sau đó mới là hai kép đơn cùng chân móc. Thì bây giờ các bạn móc ngược lại cho mình, hai mũi kép đơn cùng chân móc trước. Sau đó mới là hai mũi kép đơn mỗi chân ha. Đến đây thì mình kết thúc móc lên hai mũi móc xích. Chân mà mình vừa móc mũi kép đơn cuối cùng đó móc tiếp một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Lúc này sợi len đang nằm ở mặt phải, đâm kim từ dưới lên trên vào chân ta vừa móc mũi giờ kết thúc kéo sợi len ra phía sau sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được một cái form chú gấu xinh xắn như thế này ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc họa tiết trang trí nơ cũng như là túi bên trước phần nơ thì tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn giữ nguyên vị trí này móc lên hai mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo ba mũi kép đơn kép đơn đầu tiên nè tiếp tục mũi kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba, được ba mũi kép đơn rồi móc lên hai mũi móc xích, móc tiếp vào cái vòng tròn đó một mũi dời, từ đây móc lên hai mũi móc xích và các bạn làm tương tự cho mình một cái đầu nơ còn lại, móc vào vòng tròn đó ba mũi kép đơn ha, kép đơn đầu tiên nè, kép đơn thứ hai, và mũi kép đơn thứ ba sau đó tiếp tục móc lên hai mũi móc xích móc vào vòng tròn đó tiếp theo một mũi dời kéo dài sợi len và cắt len sau đó các bạn sử dụng cho mình hai cái đầu len này nè các bạn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại và mình sẽ tiến hành quấn ở chính giữa của hai cái họa tiết nơ này các bạn sẽ quấn và cột ở phía sau thì ta sẽ hoàn tất được thân nơ ha Bây giờ mình sẽ móc họa tiết trái tim. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo hai mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục là hai mũi nửa kép. Kế tiếp sẽ là một mũi móc đơn. Như vậy là ta được 5 mũi ha, được một nửa của trái tim rồi, móc lên hai mũi móc xích. Ở cái chân của mũi móc xích đầu tiên á, đây là hai mũi móc xích ta gây nên nè, thì xét đó nó sẽ có một cái đường móc của cái chân mũi móc xích đầu tiên ha, móc vào một mũi dời. Từ đây mình sẽ móc 5 mũi ngược lại với nửa còn lại ha. Móc một mũi móc đơn trước nè. Sau đó sẽ là hai mũi nửa kép. Và kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn, Để kết thúc thì móc lên hai mũi móc xích và tiếp tục móc vào cái vòng tròn đó một mũi dời. Lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim vào vòng tròn ta tạo đó, kéo cái sợi len mình vừa cắt ra phía sau. Dùng tay gút hai cái đầu lên cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại nè, ta sẽ hoàn tất được họa tiết trái tim ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần mũi, tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó móc lên một mũi móc xích. Phần mũi thì móc cho mình vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn ha. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó đâm kim vào chân của cái mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời và guốt sợi len cho vòng tròn nhỏ lại. Móc lên một xích cắt len thừa đi và mình sử dụng len khác màu mình trang trí cho phần mũi ha tiếp tục tạo một cái sợi dây giả túi nè đưa sợi len ra phía sau và đâm kim vào cái hàng mũi xích đầu tiên mà ta gây nên các bạn lần lượt móc cho mình các cái mũi dời vào các cái chân móc tương đương mình sẽ móc xéo qua cái phần tay bên này ha đâm kim vào các cái chân móc tương đương á móc dần dần cho đến phía trên của cái phần chân trước này sau đó móc một mũi móc xích Kéo và cắt len Giấu các cái sợi len thừa vào trong mũi móc Sau đó dán hoàn tất cho mình các cái họa tiết trang trí sau khi đến cố định được các cái họa tiết trang trí cũng như đến thêm mắt cho gấu thì mình sẽ hoàn tất một cái mẫu gấu sticker trang trí xinh xắn như thế này. Các bạn có thể thay đổi màu tùy vào sản phẩm mà các bạn trang trí. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn móc thành công.